Rồi chào anh em nha. Đây là chiếc khu chợ 2. Chiếc khu chợ 2 mình gáp mới cho khách, nhưng mà hôm bữa mình gã đó. Trước khi mình gã mình không có quay, bây giờ mình quay nè. Xe bây giờ mình còn giữ được cái sườn nè, cái sườn mình mới sơn xong nè. Với cái cản sau, với cái này là cái bát mặt nạ, cái ghi đông, cái thớt gắn chân trên dưới, với cái chẳng ba. Còn về phần máy á, về phần máy mình giữ là được cái đầu bò với cái vô lăng mâm lửa, rồi xong có nhiêu thôi. Đặc biệt á là cái dàn áo này nè, dàn áo này bây giờ chắc anh em sẽ giật mình, nếu mà anh em mà chơi xe mà biết đó nha, sẽ giật mình những cái dàn áo này. Mình nói thiệt chứ giờ mình đưa 10 triệu cho anh em mua cũng cũng không có cái dàn áo này đâu, không bao giờ có cái dàn áo này, chỉ có màu đỏ đỏ đen hoặc là màu xanh, mà màu xanh vỏ dưa đó đó. Cái dàn áo này mình mua đó là do một cái đứa em nó làm ở trong hãng Honda đó, nó bán cho mình chỉ có hơn 6 triệu à, nó bán cho mình có hơn 6 triệu dàn áo rồi thôi. Nó đòi nó còn lại đó, mà nó còn thiếu cánh bửng. Nó thiếu cánh bửng, nhưng mà nó nói cánh bửng không quan trọng, cánh bửng thì nó màu đen, cho nên nó kiếm cho mình được cái miếng tem, nó kiếm cho bằng được cái miếng tem, cho nên là dàn áo này ghép lại đủ bộ. Đây nè em thấy không, đồ Thái nè, thấy không, cái dàn áo này đúng là toàn năm 2005 luôn nha, đúng đồ toàn năm 2005 luôn, nhưng mà nó không có gửi cho mình ấy, mà nó gửi cái yếm của thằng quay 125 nè, cho nên nó có chỗ dán cái miếng tem nè, nhưng mà thôi không không quan trọng đâu, không quan trọng đó. Mình hỏi là tại sao mà dàn áo của phụ trợ này hiếm như vậy, nó nói là dàn áo này là, thì nó nói thôi chứ mình cũng không rành, nó nói là do đồ này là Honda Việt Nam nó nhập từ Honda bên Thái gì, cho nên nó bị hạn chế đó, thì nó nói mình nghe thôi chứ mình có biết. Mình thắc mắc tại sao đồn phu chợ 1 giờ còn đầy đủ hết trơn, mà tại sao đồn phu chợ 2 này thì nó không có, thì nó nói mình vậy thôi. Dàn áo này là coi như là bây giờ kiếm là hơi khó rồi đó. Đây là cái gấp nè, gấp đúng đúng của phu chợ 2 nè đó, rất là đẹp. Thùng yên này mắc nha, thùng yên này như 500 mấy 600 ngàn gì đó nè, Thái nè đó, nguyên thùng yên luôn mới tinh. Cái bô đúng của thằng phu chợ 2 luôn, 2543 SGM, chứ không phải bô phu chợ 2 đâu, mà không phải bô phu neo nha, cái bô này nó mắc gấp đôi bô phu neo á. Nguyên cái đèn mới, nguyên cái đèn mới mới tinh luôn. Đó. Và cái miếng vỉ chạy bô nó cũng khác với thằng phu chà neo nữa nè. Phu chà hai miếng này nó cái này nằm đây, còn phu chà neo nó nằm đây, phụ thì mình nhân đi mua phụ mới nè. Đây KBH đúng mã luôn, còn phụ mới, đèn mới, cái đèn này nó rẻ ghê, cái đèn có 200 mấy chục ngàn nè. Bộ gáp chân nhôm mới nè, bộ cái gáp chân nhôm này một cặp nó là của thằng Thái nha, gáp chân nhôm này không không phải của Việt Nam nó sản xuất. Rồi cái bộ khóa này nè, mình nói anh em cực kỳ mắc nha, bởi vì mình thấy mấy anh em dọn xe chưa bao giờ mà dám mua lại cái bộ ổ khóa này mà lắp. Bộ khóa này nó bán trước sau luôn 2,6 triệu đây nè, để mình lấy cho anh em coi nè. Đây, lấy qua được cho anh em coi. Đây. Coi như là 2 triệu 7 rồi. Thấy không? Bộ ổ khóa điện rồi, thấy không? Đó, nó mắc cỡ đó đó. Còn phần máy á thì mình thay lại cái bộ số đây nè. Bộ số zin nè. Số zin bữa giờ mình xé bọc mình bỏ ra nó có hơi ẩm nó ra này. Đó. Đó, bộ số zin mới tinh. Rồi lòng bê tông bạc, mình hay lòng bê tông bạc.
mới đó nè, hãng zin luôn đó. Bê tông bạc mình khui ngay chứ bê tông bạc xịn đó nha, chứ không phải bê tông bạc dởm đâu nha đó. Bộ nồi mình vẫn thay bên theo bộ nồi mới đây, bộ nồi mới chính hãng luôn đó. Chuông bố ba càng đầy đủ đó, nguyên bộ nó vậy đây nè, nè nồi hãng nè đó. Cái nắp đuôi cá mới luôn, cái này mà sơn nữa là xấu quắc rồi nha, sơn là xài không được, kiếm mua lại cái dàn nắp này mới khó nè. Cái dàn nắp cũ còn nguyên nhưng mà mình không thích sơn, mình vẫn đi mua nắp mới. Hai cái nắp này một cái chịu, cái này đâu như 1,2 triệu là gì nè, cái chịu hai mấy, còn cái nắp nồi nó 1,3 triệu. Ừ nè, có chữ A B này đó, của con Thái này chứ không phải ba chữ A đâu, có mấy thằng khùng nó đọc nó dòm vô biết mắt nhắm mắt mở thì sao mà nó nói ba chữ A là mấy thằng đó, mấy thằng khùng nữa. Bộ đèn xi nhan mới, nói chung đồ tất cả là mình xé bọc ra trơn rồi, xé bọc đây, chân chân trống nè, cái ớt tớp nè, ớt tớp xịn nè, chính hãng nè đó. Còn bộ đây là bộ dây điện sườn này là nó xài giống thằng quay 125 của Thái. Nhiều cha nói cộng dây điện sườn này khó mua lắm, mấy thằng nhân viên trong hãng nó ăn cũng hết nữa chứ đó, mà mua muốn có gì. Đây cái đồng hồ mới tinh, đồng hồ đúng là hàng tồn kho luôn nè, đây nè, năm 2008 đó. Heo dầu tay thắng đúng là phải màu đen nha, chứ không phải thứ ba cái quay ớt mà nó để nhôm trắng thôi nha. Đây nè, đuôi đèn mình cũng mua mới, mình khui bịch ra sẵn cho nha, mới tinh luôn đó. Cái này là cái khóa đuôi trong sườn sau nè, chiếc xe nó vẫn còn luôn, nhưng mà mình nói thiệt luôn, chiếc xe này chủ xe kêu mình nhắm cái gì mà mua được mới có cứ mua gắn hết lên cho chủ xe, mua hết cho chủ xe. Ngay cả con dây này mình mua cũng có nè, con dây nè đó, cây dên mình mua mới nguyên một cây luôn, mua mới nguyên cây dên luôn. Chứ mình nói thiệt với anh em á, có thay cái này đi chăng nữa mà gặp người thợ nào nghe, người thợ tiện nào mà căng mà hai cái đầu này chuẩn dữ lắm nghe, là xài mới ngon nghe. Còn thôi xài không bao giờ ngon, không bao giờ chính xác bằng nguyên cây dơi. Cục đời mới đó. Cái cục sạc mới mình thường thường người ta gọi là cục chỉnh lưu đó. Cái bình xăng con nè, bình xăng con bây giờ tự nhiên trong hãng nó bán rất mắc, nó bán cái bình xăng con này, để cho đâu mình để cho anh em coi không biết nó nằm ở đâu, hôm bữa hình như đâu là nó đây 2,578,000 bộ chế hòa khí đó, thấy ghê chưa đó. Cộng sinh cam này nè, mình biết hôm bữa là mình đi mua cộng sinh cam DD ở ngoài bán rồi, nó cũng y chang à, mà trong hãng bán 300 mấy chục ngàn. Hay là cây chống giữa, cái này nó cũng nhập của người Thái luôn, mà không biết sao ghiên theo xe nó lại có cái đầu khóa ở đây, mà bây giờ nó bán cái chống cũng nhập của Thái luôn mà nó không có cái móc khóa ngang đây đó. Cao su này là nó gầy, mình nhét vô thêm nè, nhét vô cho nó có nè đó. Đĩa này cũng là đĩa ghiên nha, đĩa ghiên của Thái nha, mình xé bọc xé hộp ra mình để lên nha đó. Đầm này là đầm mới, căm dàn mít cam a công, mình không xài hãng tại vì chiếc xe này nó mình chủ xe nó sử dụng, nó sẽ đỡ gần biển. Mình nói thiệt luôn, cái dàn Goshi là mình biết đêm gì tới đó, để chừng chiếc xe mà không chạy chừng một tháng nó sẽ nổ liền. Ngay cả thằng Sam Goshi nghe, mình nói thiệt, Sam Goshi của con Thái còn không chịu nổi với mít cam a công này nữa. Riêng bản thân mình thấy ở cái vùng biển thì nó là gì đó, chỉ có mít cam a công mới chịu nổi thôi. Đây là nguyên cái bộ hộp lọc gió,
nguyên một hộp lọc gió nè, mình mua nguyên một hộp luôn. Và cái ống dây hơi máy này mình vẫn mua nha, mình mua gắn vô nha, chứ trong bộ hộp lọc gió này nó không có nha. Đây đó, ống thông hơi máy. Đây còn cái má đầm cây cốt thắng này là cây cốt thắng của ông Thái nè, tại vì chiếc xe này mình mua hết nguyên bộ ốc cho nên nó có đó. Và nó mắc ghê gớm, nó mắc ghê gớm chỗ cái đầm này nè. Đây nè, hôm nay em thấy mã KBH không? Bên đây nè, THM, mặt đạn là mặt đạn Nachi nè. Cái đầm này á, nó xài giống cái đầm của thằng quay S mà mã KBW á, quay S mà mấy với quay pha 110 đời sau á, nó xài giống nhau. Nhưng mà cái này của ông Thái, cái này là nó bán cho mình cái đùm này, trong hãng nó bán 1,3 triệu, nó còn sót có mấy cái à. Mình cũng giật mình nói lấy chỉ đùm này xong lấy đùm quay ớt được rồi. Nó nói tụi em không biết, thấy anh đặt đồ khu chợ 2, tụi em lấy đúng đồ khu chợ 2, mình nói thôi ok lỡ rồi chấp nhận luôn đó. Chứ mình biết hôm bữa mình lấy cái đùm kia rồi cho nó nhẹ chi phí đó. Cái thùng xăng, cái phao báo xăng này nè là của ông Thái rồi nha. Nó có luôn cái cao su, cái xin ở dưới luôn đó. Cái thùng xăng này nó xài giống quay pha bụng, giống quay RS 100, nó giống hình đó. Còn phụ này là phụ nai nè, phụ nai mình mua mới nhưng mà mình chưa gắn cục nhôm vô đó. Giờ là biết phụ nai xịn rồi nha đó. Mình chưa gắn cục nhôm vô như này. Thêm cái dây này nè, cái dây này bây giờ kiếm mua là mình thấy là cũng hơi khó, mua có nhưng mà nó hơi khó thôi nè, anh em thấy không? Mình là phải chi tiết mấy cái này hết, mới hết chứ không có để nó cũ là được. Dọn xe tới mức này rồi. Bộ hộp sên mới, gác giò bên phải sau, con cao su đó nè. Đây cũng là nắp nồi mới nha, AAB nha đó. Cái bộ nắp nồi với nắp này á, bây giờ mình hỏi có chỗ rồi bán tới 3 triệu, mình nói trời ơi bán gì quá trời bán. Mình mua căn một cái 1,2 triệu, với một cái 1,3 triệu. Đây là con heo dầu gin mới nè, đúng phải là con heo dầu này nha, chứ không có xài con heo dầu mò đông chuột nha. Con heo dầu này bây giờ là mua là khó đó, tại vì trong hãng nó nói với mấy chỗ mình mua nhiều đồ, nhiều chỗ nó nói con heo này bây giờ nó qua đợt đâu mà nó không còn màu này, nhưng mà mình phải săn mình kiếm cho bằng được đó. Bộ ốc nè, bộ ốc 400 mấy chục chi tiết nè, 400 mấy chục chi tiết đầy đủ luôn, đầy đủ không có thiếu gì hết trơn. Còn cái đầu bò này nè, mình đi bắn cát, mà bắn cát theo cái kiểu mà công nghệ nước ngoài gì đó, mấy thằng bắn cát đó, nó nói đó, nó bắn rồi nó y như gin là không biết sao đây. Mình mới thay có cây cùi xong, còn cây mình chưa thay. Mình từ hồi nào mình gáp mình thay luôn cây cùi xong còn lại đó. Cùi dĩa mình vẫn lắp cùi dĩa mới nè, cùi dĩa còn xài được mình cũng thay luôn nữa, thay hết. Còn cái yên này nè, yên đúng yên hàng tồn kho luôn nè. Nè em thấy không, để lâu trong trong hãng mà nó không bán được nè, mà cái mướp nó đổ vàng ra tới cỡ này luôn. Đây này nè, đây cái yên này đây nè, nó năm 2006, tháng mấy năm 2006 nè, cái yên này nè. Gon rồi mình vẫn mua gon chính hãng. Cái tiếp điểm báo số cục nhông km, dây dầu, dây kéo e, dây ga, dây ga của ông Thái luôn nè, KBH nè, ông Thái nè. Cái còn cặp vỏ này nè, mình nói thiệt luôn, nhiều anh em tới ngày hôm nay chưa biết thằng khu chợ 2 hồi xưa xuất xưởng nó xài cặp vỏ gì, mua mới nó xài cặp vỏ gì, thì mình cũng xin nói luôn, nó xài vỏ đun lớp, nó xài vỏ đun lớp nha, nó đúng ghi nó xài vỏ đun lớp nha, chứ nó không phải mà vỏ IRC hay là INU là nãy kia nha. Nhưng mà cái gai này á, hồi xưa là nó cái gai nó hơi xuống xíu, nó không phải gai như vậy, nhưng mà giờ cái gai kia mình mua không có, hay là nó ngừng nó bỏ mẫu cái gai kia lâu rồi mình không biết, cho nên mình xài một cặp đun lớp này. Đun lớp này mắc nha, đun lớp này mắc á, chứ nó không có rẻ đâu. Mình hôm bữa như mình
lấy cặp này đâu cũng gần 1,2 triệu á, cặp nhỏ này á. Đây chén cổ cần thắng cần số nguyên bó mình mua, nó vẫn có cái bát này, mặc dù hôm bữa mình không biết mình đi mua thêm một cái bát nữa gì mình bỏ vô cái yên. Chiếc xe này bây giờ nó còn thiếu một cái lốc bơm nhớt nữa. Cái lốc bơm nhớt giờ mình mua là không có hàng luôn, nó trong nhà máy nó bỏ mã rồi, nhưng bây giờ mình phải bắt buộc mình mua cái lốc của thằng quay Thái 125 hay là chiếc ghim Thái 125 gì đó về mình lấy vô, chứ cái lốc của thằng phu chờ lét hay phu chờ mập gì đó gắn nó không có giống đó. Mình ước tính chiếc xe này nếu mà mình làm xong hết trơn á nó trên 50 triệu á, mình chưa biết nó trên bao nhiêu thôi, nhiều khi không biết nó trên trên 51 hay là 59 nữa đó. Rồi gì nghe này, để mình tiến hành mình gáp lên cái. Rồi chào anh em nha, chiếc phu chờ hai mình gáp xong rồi nè. Bây giờ mình nói là những món đồ cũ mà mình còn giữ lên trên chiếc xe đi. Sườn như cái lốc số là chuyện đương nhiên mình phải giữ rồi. Mình còn giữ là được cái hoa lăng mâm lửa, bộ lăng mâm lửa nè, với cái vỏ đầu bò, chân ba, với cái sọ khỉ, cái cục mô bin sườn bữa mình mua không có nên mình giữ đây luôn, mặc dù nó vẫn còn nguyên mà chủ xe kêu coi thay được gì thay hết. Cục IC mình cũng giữ đây luôn đó, chắc sẽ có một số anh em thắc mắc hỏi ở đâu mà mình lại mua được có cái dàn áo này mới 100%. Mình xin thưa đó chỉ là hên thôi, hên may mắn của một cái người ta mua, người ta để lâu quá, người ta không có xài, người ta đã bán cho mình. Dàn áo này đắt năm 2005, trên bao bì nó vẫn còn đóng 2005 luôn đó. Về cái phần máy này, cái xe này đó, mình thấy nhiều anh em mà làm một chiếc xe, bây giờ mình nói thẳng một chiếc xe này mình làm là hết luôn tiền công của mình luôn là 62 triệu á, vừa thay đồ cho là 62 triệu á. Rồi mình nói cho anh em nghe, cái dên á mình thấy có người dọn chiếc xe bốn mấy 50 triệu 50 mấy triệu, mà tại sao cây dên là chỉ đi thay cái tay và tay thôi, tại sao không đi thay nguyên cái cây dên mới, không thay nguyên cái cây dên mới cho người ta, nồi thì cùng lắm mà chỉ mình thấy cũng thay cái chuông rồi thay hai đế nhôm thay bố vô lại, còn cái này hả mình thay nguyên một cây dên mới luôn, thay nguyên cây dên mới, thay bộ nồi mới, trước sau ba càng mới, bộ số mới luôn, nguyên bộ số mới, lòng bích tông bạc mới, còn cũng cao số bắp mình thay lại, còn cũng cao số bắp mình thay được, thay thay lại. Cái máy giờ vẫn nổ im ru bình thường thôi đó, vẫn vẫn nổ im ru bình thường chứ đâu có gì đâu đó. Mà mình thấy thay thay tay xài đâu ngon. Rồi cái chuyện mà gùng xe mà chạy mắc chớn mà mình để mình gùng á thì nhiều người thấy làm nồi làm thay bố thay này cái kia làm các kiểu không hết. Thì chiếc xe này á thì mình vẫn đi bố zin, nhưng mà bố zin là bố thật mà gọi là cái bố của mấy chiếc đời sau này, mà nó có một cái khoảng thịt thôi đó, chứ nó không có hết nguyên một cái khoảng thịt của cái càng bố đó, nó chỉ được chừng 6 phần tới 7 phần thịt của cái càng đó thôi đó. Ba càng thì mình chịu khó là mình làm cái ba cái lò xo ba càng nó cho nó cứng nó căng ra, thì làm cái cớ gì mà nó rung đầu cái xe được. Tại vì khi mà mình xài bố dài hoặc là mình vớt bố mà bố nó sát cái chuông quá, cái lò xo ba càng yếu quá, mình vừa lên ga một chút xíu nhẹ là ba càng nó bung rồi, nó bung nó hết vô cái chuông rồi, là lúc đó là nó sẽ rung liền. Chiếc xe chưa đạt cái dòng tua, chưa đạt tới mức nữa mà ba càng nó bung rồi thì làm sao mà biểu con ta không không rung không gợn được đó. Bình xăng con mình thay mới, bình xăng con thay mới, đặc biệt luôn cái bộ nắp nồi này nè, bộ nắp nồi với bộ nắp lửa này nè mình thay mới luôn, rất là mắc nha. Cái bộ này đó như hôm bữa mình có nói đó, nó rất là mắc luôn, từ cục tăng cam cho tới nắp hai nắp xúc bắp, nắp tròn đầu bò là mình thay mới đó. Cái nắp tròn đầu bò đó, cái nắp cam á là cái nắp đó là cái nắp của thằng Thái, cái nắp mà có cái hình tròn hình bông bao như cái bông hoa vậy đó là mới đó. Thật ra gắp chiếc xe mình thấy nó cũng không có gì là khó khăn, mà nhiều người cũng làm một chiếc thứ này mà cứ nêu ra cái này khó cái kia khó khó, người ta mới đem tới cho mình làm.
chứ dễ người ta làm nhà rồi chứ người ta đâu đem tới mình làm gì đó. Còn nguyên bộ ốc chiếc xe này mình thay mới hết, mình không có sử dụng là một con cũ nào hết trơn, mình không có sử dụng con ốc nào cũ hết. Hôm bữa là mình mua cái bộ ốc này thì nói chung là đa phần ốc thì ốc ốc Việt Nam nó, nhưng mà bộ ốc này mình mua nó hơi mắc xíu mà kệ đi, nhưng mà chủ yếu gắp cái gắp xe nó đẹp là được rồi anh em, chứ không có gì đâu đó. Cặp gắt nhôm mình thay mới nè, vỏ mình xài đúng vỏ đúng lớp luôn nha, vỏ đúng lớp, thằng phu chờ hai hồi xưa là nó xài vỏ đúng lớp nha, mình vẫn xài vỏ đúng lớp đó, vẫn xài vỏ đúng lớp. Mà mình xài dành thì vỏ xe này mình xài gần biển thì chủ xe kêu làm sao mà đừng có để cho nó xét cặp dành được rồi đó, cho nên mình xài dành mít cam ma công. Thì xe này mình thấy đa số mình gắp toàn đồ mới không à, đồ mới mà mình không có dựng, không có dựng nhiều 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 ông á, đi đùm sao xách đi đóng vớt bạc đạn rồi hỏi gì sao đạp thắng cái giò nó càng nhịp càng nhịp càng nhịp càng gợn gợn thì đóng nó không đều. Nếu mà tiền của mình ít á, tiền của mình ít á thì mình cũng đừng có sơn, mình đừng có phết, mình đừng có đóng bạc đạn gì hết trơn á. Mình đi mua cái đùm của thằng quay ớt 110, đùm quay ớt 110 mà mã KVW á, mình gắn vô. Còn cái đùm này nè là cái mã KBH đúng của thằng phu chợ 2 với thằng quay 120 Thái luôn, đúng luôn đó, có chữ THM nằm ở trong cái đùm nữa, cho nên nó rất là mắc luôn, rất là mắc nha đó. Đồng hồ mình thay mới nè, mình chạy mới có bao nhiêu cây nè, hôm qua mình chạy rồi mình giao cho chủ xe chạy ngày, chủ xe nó gọi xong hơn bình thường đó. Dàn áo này cực kỳ là khó mua nha, chứ nhiều anh em mà mới ra làm nghề xe nó u quỷ dàn áo này mua thiếu mẹ gì, mua nhiều bộ không có, có đi mua đi, có thì cứ đi mua, có đi mua về xài đó. Có đi mua về xài, chứ còn cái chuyện mà mua có không có thì xách tiền đi mua đi rồi mới biết. Đặc biệt cái nước sơn mà của cái nắp nồi zin này nè, nó không có bóng như là cái nước sơn mình sơn lại và nó mỏng lét à. Nè mình dòm thấy cái găng nhôm nó trong này nó sơn rất là đẹp luôn. Này bình xăng con mới nha, bình xăng con này hình như trong hóa đơn hôm bữa trong hãng nó bán đâu 2,6 triệu mấy, gần 2,7 triệu á. Đây heo dầu, mình thay heo dầu mới. Nhầm ngư nó con heo dầu này xong gắn heo dầu màu xám. Mấy ngu á. Mình nói thẳng mình chữ mấy ngu á. Rồi nhiều người hỏi làm sao để phân biệt có hai đời đĩa, một đĩa đời là màu vàng, còn đĩa là màu đen. Mình nói một câu là những chiếc xe nào của Honda mà về dạng như mình nói là đang xài đĩa lõm thôi nha, mà nếu mà xe nào của Honda mà xài đĩa lõm á, nếu mà xài bánh căm á là sẽ xài đĩa này, còn nếu mà xe nào xài bánh mâm á, xài bánh mâm chắc ăn phải lòng đĩa màu đen, chắc ăn phải lòng đĩa màu đen chứ không có xài đĩa màu vàng đó. Đó anh em thấy không, xe này mình mới chạy về mình chưa có rửa nữa đó. Đó nè, ốc mới, cây cùi xong mới luôn nha, mấy nắp này mà mới trên nè, dàn ốc rồi đồ mới trên nè, phụ đồ bóng bẫy luôn, nó vỏ đi vỏ đung lớp này. Mình xài cao su bự nha, xài cao su bự cho để chân cho nó im xíu. Cái bô đúng, cái bô đúng của phụ trợ 2. À, cái miếng dĩa bô này đúng của con phụ chợ 2 nè, chứ không phải của con phụ neo nè. Phụ neo là nó nằm đây nè, cái sập này nằm ở khúc này đó. Ốc ác là mấy con ốc này nó rất là khó kiếm nè đó, nhưng mà mình vô làm xe mình được mấy con ốc này là quá tuyệt vời. Được cái biển số đẹp thôi. Đây thì có nhiều ông gắp chiếc xe nói đây nè, mình nói anh em ví dụ như cái khóa này gì nè, muốn mở lên nhẹ nhàng rất là khó. Mình xin thưa luôn đây nè,
cứ nói là muốn mở lên nhẹ nhàng phải chế cả ngày, phải ngồi phải chỉnh sửa cả ngày. Mình nói với anh em á, không có gì chế sửa chân nè. Đó. Chế sửa gì? Đó, mình hỏi em chế sửa gì? Đó. Thùng xăng mới nè. Đó. Có luôn đó con tem này luôn nè. Yên nè, thấy không? Yên hàng tồn kho nè, thấy không? Mấy anh em cứ quan trọng quá vấn đề không à. Mình nói gì chi, mình nói gì để mình lấy tiền của khách hàng nó cao hơn hay là sao? Đó, hai móc mình mua móc mới nha. Còn nhầm người cứ dọn cái xe. Mình nói với em nghe, mình quay bằng cái điện thoại, mình không có qua một cái mic hay là một cái gì hết trơn, không có mic chống ồn hết trơn. Thật sự cái máy này nó im nè, nhưng mà quay điện thoại mình nói với anh em ấy, giờ mình đề lên anh em sẽ nghe nó rất là ồn, nó rất là ồn. Và nói với anh em á, không có ai mà dọn chiếc xe mà mấy chục triệu mà để một cái máy mà để ồn đi giao cho tao đâu nè. Nói chắc hẳn anh em nghe ồn không, nhưng mà thật sự ở ngoài nó im. Còn những cái người nào mà nói ngáp xe máy, chó thở, chó ngáp, chó gì đó, thật sự mấy người đó xài mít chống ồn không à, xài mít chống ồn không à, chứ chả có cái gì mà hay ho đâu. Rồi so ít tớp rồi mình đi rồi so gin hết trơn, ít tớp gin hết trơn nè. Dây ống thông hơi máy thôi, mình vẫn xài ống gin, đời đốm là mình thay gin hết. Làm chiếc xe mà nhiều người lấy ta 50 triệu mà hô cái gì cũng ngồi nói cái gì cũng thay hết, mà một hơi chớ lại nói gán tận dụng đồ cũ hết cỡ cho khách hàng. Ủa vậy sao nói với người ta thay đồ mới hết chi mà tự nhiên tận dụng hết cỡ cho khách hàng. Cái ống xăng này nè, hôm bữa mình mua ống phu chờ 2 không có, phu chờ neo cũng không có luôn, nhưng mà mình nhanh trí là mình kêu hỏi có ống dây xăng của thằng quay anh pha bụng không, là quay anh pha bụng trăm á, là cái mã KTL đó. Đó mình gắn vô cũng y như gin, từ trên xuống dưới y như gin luôn. Đầu bò được cực kỳ đẹp. Mấy anh em dòm từ xa, có một số anh em cũng dọn xe, mà có một số xe làm ở người ta, một số xe là làm ở mình. Mấy anh em cứ chạy phớt ngang, ồ xe đó dọn đẹp, nhưng mà ví dụ giờ ốc á, anh em phải soi sát vô như nè, đây nè đó. Anh em phải phân biệt con ốc gam với mà con ốc gin xé bịch nha. Con ốc gin xé bịch á rất là đẹp và không bao giờ có dấu dập, không bao giờ có dấu dập. Nếu mà thợ gấp kỹ không bao giờ mới có cái dấu dập nào hết trơn á. Đó. Đây. Đó, không có một cái dấu dập nào hết trơn á. Hai nút này mình thay mới nè. Nhiều ông hả sơn nắp để lên hai luôn, hai cái nút này sơn luôn. Chiếc xe này á nó mắc cái viên viên bi, mà viên bi của cái báo số á, mà ông nào chơi xách cái viên bi đũa của cái gì, cái phe, cái chỗ, cái chốt gại sên á, đêm mài, đêm vũa, đêm chế, mình chỉ anh em cái một luôn là ngon lành luôn. Mấy anh em lấy viên đạn cổ của xe nè, mấy anh em nhét vô một cái một rồi, cái là lụm luôn, không có lệch đi đâu chứ, không có lệch đi chỗ nào chứ, gắt vô là lụm luôn. Xe này nói chung mình nói thì đồ kiếm thì khó, nhưng nói chung anh em nào đam mê thì mới dọn thôi, chứ thật ra mình nói thiệt chứ bỏ tiền ra dọn chiếc xe này, là chiếc xe này mình đang dọn là nó bằng tiền mua hai chiếc xe mới hồi lúc năm 2004-2005, nó bằng tiền mua hai chiếc xe mới đó. Nhưng mà được cái chủ xe này á, làm bạn, nó kêu mua có gì thì cứ thay hết, nó kêu cứ có đồ mới gì mới là thay hết, không cần phải sơn lại đó. Nó cũng biết chơi xe lắm nha, chứ không phải không biết chơi xe đâu. Hôm bữa mình nói mình mua cái dàn áo màu trắng này không bao giờ có. Mình cũng kiếm dữ lắm rồi, mà rốt cuộc nó nói thôi để tao kêu mấy bạn tao ở An Giang kiếm coi. Nó mày kiếm đi, nó kiếm một tuần lễ. Nó kiếm một tuần lễ là không bao giờ có cái dàn áo này. Nó cặp phụ này mình gắn cặp phục nai xịn nè, mình không có xài phục gin cho nó. Nó mình nói phục nai này nó nhúng ngon hơn phục gin rồi, nó kêu thôi gắn phục gin đi. Gắn phục nai gin cho nó đi.
Đó. Nghe có một số anh em nghề sau này á thì dòm vô nó ô sao không gắn vỏ inu đó, không nãy mấy ông ơi chúng của ta vỏ vỏ này chứ không phải vỏ inu niết gì chân á, rất là liên lạc nha, tại vì mình chạy dơ về mình không có rửa nè, đó mình quay clip cho anh em coi luôn. Cũng phải ai, mình nói chung á, tại vì mình hiểu những cái món đồ trên chiếc xe này, tại vì hồi xưa mình biết hành chiếc xe này lắm, tại vì hồi xưa mình làm nghề chiếc xe này nó chưa có, mà mình làm nghề những năm 2000 xe này chưa có, ra từ năm 2004 2005 thôi. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha. Mình đã dù kịp mai không xa rời, lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu xưa chỉ là quá khứ, phải giữ sau đáy lòng. Thương nhớ một người nơi chốn xa chẳng thương ta. Trời này bỗng mưa đổ xuống làm anh tan nát lòng. Vây cưới xe hoa em vẫn đi theo. Chỉ để lại đây một nỗi nhớ vô vọng.